tin tức tinh túy, kênh tin tức số 1 Việt Nam. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn chính là hình ảnh của anh chàng Phạm Dũng, người đã từng là một phóng viên truyền hình. Anh đến với nghề YouTuber một cách rất là tình cờ, nhưng từ đó anh cũng tìm thấy một chân trời tự do và đầy thú vị mà chính bản thân mình cũng học hỏi được rất nhiều bài học về cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, anh ta kiếm hàng triệu view từ những video đời thường. Câu chuyện về chàng trai trẻ Phạm Dũng đến với nghề YouTuber có lẽ là một mẫu số chung cho tất cả các số đông YouTuber đang ngày một nở rộ hiện nay, từ một phóng viên lại chuyển sang làm YouTuber chuyên nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, 2 năm trước đây Dũng không hề biết gì về YouTube, càng không hình dung một YouTuber sẽ kiếm tiền như thế nào. Thế rồi, khi những video anh làm cho đài bị đầy bộ nhớ máy tính, Dũng đã tải lên trang cá nhân của mình để lưu lại rồi xóa file gốc. Tình cờ những video này toàn là những video thời sự nóng hổi, thông tin giải trí hay nên được rất nhiều người xem. Từ đó, anh ta đã dần dần tìm hiểu về việc phát triển kênh, rồi nhờ bạn bè chỉ cách để bật kiếm tiền cho kênh, Dũng đã nhớ lại như vậy. Phạm Dũng thừa nhận giọng nói miền ngoài cũng lẫn cách nói chuyện còn khá cứng của mình không thực sự mang lại sự hấp dẫn cho kênh. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của kênh Phạm Dũng lại đến từ chính những nội dung các video mà anh ta thực hiện. Bởi với kinh nghiệm của một phóng viên truyền hình, Phạm Dũng ít nhiều cũng có lợi thế khi mà cảm nhận được đâu đó những thông tin, sự kiện, nhân vật có sức hấp dẫn với người xem. Mặc dù các video anh thực hiện khá là đời thường, gần gũi với đời sống người dân nhưng vẫn mang yếu tố phát hiện độc đáo. Chính vì vậy mà kinh nghiệm của một phóng viên đài truyền hình đã giúp cho anh có được khán giả rất là trung thành cũng như là nhiều người yêu quý. Khán giả có thể chăm chú, thích thú với những video được thực hiện rất đơn giản nhưng vẫn thu hút triệu view như là quán cà phê, vườn cà chua được chăm sóc bằng sữa, nghề nuôi, rồi kho bạc tỷ của người đàn ông gom đồ phế thải, vân vân. Những món ăn của Phạm Dũng chia sẻ, những món ăn của Sài Gòn cũng rất là hay và thú vị, cuốn hút rất nhiều người xem. Phạm Dũng có lần kể, có những video thu hút triệu view của anh ta được sản xuất đôi khi rất là đơn giản và nhẹ tênh. Có lần tôi về nhà bạn ở Tiền Giang chơi thì tình cờ phát hiện nhà bạn có nuôi một con chăn dài 5m nặng khoảng 80kg. Rồi mới nghĩ sao mình không quay giới thiệu chú chăn khổng lồ này với mọi người. Vậy là video cả gia đình tôi quây quần tắm mát cho chú chăn khổng lồ ra đời. Tính đến nay đã được gần 4 triệu lượt xem. Cũng trong chuyến đi này, khi mà phát hiện ở góc nhà bạn có một cặp dừa đang lên mầm, tôi đã đề nghị người bạn đem hái trái dừa ra chặt lấy mộng ăn thử. Từ đó có video cô vé miền Tây ăn mộng dừa được lên sóng và thu hút hơn 1 triệu view. Có những hành trình không mỏi của Phạm Dũng. Từ khoảng 1 năm nay, Phạm Dũng đã gần như bỏ nghề phóng viên, chỉ cộng tác với các đài khi mà có nội dung phù hợp. Anh dành nhiều thời gian hơn cho kênh YouTube của mình và thực hiện những chuyến hành trình khắp trong Nam và ngoài Bắc. Đi tới đâu anh cũng săn lùng những đề tài lạ lẫm, thú vị dọc đường tới đó. Chuyến đi mà Dũng khiến rất nhiều người khán giả thích thú đó chính là chuyến đi thăm các gia đình của các tuyển thủ U23 và đội tuyển Việt Nam một cách đột xuất và ngoài dự kiến trong dịp cận Tết Kỷ Hợi. Dũng kể từ sân bay Nội Bài, đáng ra tôi đón xe về nhà ăn Tết, nhưng tôi bao hẳn một chiếc taxi chạy thẳng về quê của thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, cầu thủ Phan Văn Đức, Công Phượng, v.v. ở các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An. Nhưng tới từng nhà cầu thủ mới biết là các cầu thủ chưa được về nhà ăn Tết, tôi đành phải thực hiện các video trò chuyện với người nhà của các cầu thủ và săn tìm một số đề tài thú vị dọc theo hành trình để quay thêm. Trên kênh Phạm Dũng vẫn còn lưu các video mà anh chàng có dịp trò chuyện cùng em gái Công Phượng, cùng mẹ của trung vệ Bùi Tiến Dũng đi chợ mua đồ nấu chè, hạt kê, cúng ông táo, rồi những tâm sự của gia đình cầu thủ này trước thềm năm mới. Chuyến đi này tài xế taxi bao chi phí tổng cộng là 4 triệu đồng. Lúc quyết định đi thì tôi cũng không có chút đắn đo, còn thầm nghĩ về đề tài thăm nhà các cầu thủ dịp cận Tết sẽ thu hút rất nhiều lượt xem, chắc chắn sẽ có lời. Nhưng các video được đăng lên cũng là lúc kênh của tôi gặp một trắc trở không nhỏ, nên phía video tạm thời cắt chế độ bật kiếm tiền. Khi được bật kiếm tiền thì các video của kênh mới được gắn quảng cáo, từ đó kênh mới có thu nhập. Xuyên suốt mấy ngày liền, doanh thu từ các video này gần như bằng không.
Mặc dù vậy thì đây vẫn là chuyến đi mà tôi không bao giờ quên, Phạm Dũng chia sẻ như vậy. Ngoài những sự cố về mặt kỹ thuật hay những sự cố không thể đoán trước thì nghề YouTuber cũng gặp không ít rắc rối. Dũng kể trong một chuyến đi ở một hòn đảo Kiên Giang, tôi tình cờ phát hiện một ngôi biệt thự nhìn rất là hoang tàn, được xây trên một mỏm núi, cây cối um tùm, chìa ra ngoài biển. Hỏi người dân xung quanh thì họ nói đây là biệt thự hoang vô chủ. Vậy là tôi đăng lên video lên kênh, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong 2 ngày. Thế rồi tôi chủ của ngôi nhà đó bất ngờ gọi điện yêu cầu gỡ bỏ video vì việc mình nói ngôi nhà vô chủ đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của họ. Dù tiếc nuối nhưng tôi đành phải tháo video này khỏi kênh. Cho đến nay thì có gần 200 xin lỗi quý vị và các bạn, có gần 2 năm gắn bó với nghề YouTube, Phạm Dũng vẫn không thể nào rút ra được công thức chuẩn mực nhất định để theo đó sản xuất ra một video chắc ăn có thể thu hút hàng triệu view. Tuy nhiên thì Dũng, theo như Dũng, một video sản xuất tình cờ nằm ngoài dự tính, không được đầu tư quá nhiều về thời gian, nhưng chỉ cần là có yếu tố thú vị, mang lại sự phấn khích và niềm vui cho khán giả thì có khả năng tạo đột phá về lượt xem. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Vừa rồi là một ít phút chúng tôi nói về Phạm Dũng, chủ kênh YouTube Phạm Dũng quý vị nhé. Ngoài khám phá và tìm hiểu những thứ độc và lạ thì Phạm Dũng có kết hợp với Thúy Diễm chuyên review những món ăn ngon trên khắp mọi miền đất nước quý vị ạ. Quý vị và các bạn có thời gian thì hãy ghé qua kênh của anh để xem và ủng hộ cho anh quý vị nhé. Tin tức tinh túy, kênh tin tức số 1 Việt Nam.